Hello, lại làm thịt Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con nha. Lời nói đầu tiên chúc em mình nhiều sức khỏe nè, thành công trong cuộc sống anh em nha. Thì anh em ơi, em này là xì bắt đời cao cấp nhất luôn nè anh chị, model 2019 nè. Đó, mâm lớp vỏ sơn xì rất là đẹp anh chị nha. Em lắm à? Em lắm. Sáng về nhân viên mình xách xe này đi đi chơi bạn gái mới về. Em này biển Sài Gòn. Đây là bản đủ, là bản cao cấp nhất. Bản đủ sẽ có 3 ga nóc, đuôi gió, gạt mưa, tích hợp xe hàng gương, mâm đúc kim theo xe, máy 1.2, ABS, túi khí. Đó, chìa khóa lắp cửa từ xa của nó luôn nè anh chị, khóa như cửa ru quá chị ha. Keo chỉ lòng về, khu về riêng hết nè. Nói chung là xe không một lỗi nhỏ anh chị nha. Anh chị cứ yên chí, em thật mình nói là trực chuẩn anh chị nha. Xe nào lỗi nó lỗi, xe nào không lỗi nó không lỗi anh em nha. Đó. Này mở sao đây? Không mở về đúng không mà ta? À, phải ấn mở lốc cho mới mở chìa khóa ra anh em ha. Anh em nhìn nè, ốc cabo chưa mở luôn nè, sùng chỉ 100%, bon điện 100%. Đó. Nói chung là đầy đủ hết, 100%, ốc tán chưa mở hết luôn nè anh chị nha. Đó anh chị không? Đó. Đẹp lắm, nói chung là xe rin mà. Xe nguyên zin không lỗi anh em biết là bát cửa ha. Mấy cái bát thì chưa mở luôn nè. Phụ tùng đồ chơi heo xe anh em không? Đầy đủ và nghiêm chỉnh hết. Không thiếu thứ gì anh chị ha. Vỏ xe cua, vỏ còn mới tinh luôn nè. Có thể nói là cái bánh xe cua này còn rất là mới luôn anh chị ha. Đó, vỏ bọn còn rất là dày. Anh em về đi thôi. Biển Sài Gòn, camera che. Gầm bệ rất là đẹp luôn nè. Đó. Gầm bệ chuẩn chỉ luôn. Đó. Sùng chỉ, ốc tán kêu chỉ nè nè không? Túp lô túp ly nè, ghé là ghế nỉ nè. Tí xíu cho vệ sinh lại nữa hơi dơ. Trần zin theo xe. Bát cửa cũng rất là mới luôn. Đó, quá đã luôn anh chị nha. Zin cả xe mà anh chị, gương kính chỉnh điện, kính bấm chờ lực rất là nhẹ nên mình vô lăng có nút tích hợp nè, quãng đủ nè, máy 1.2 nè, túi khí nè. Đó, củ số nè, màn hình theo xe nè, túi khí bên kia nữa nè. Trần zin quá trời đẹp luôn nè anh chị. Dàn ghế nỉ là thấy uy tín rồi đúng không? Hắn tay còn rất là mới luôn nè anh chị ha. Chị thấy hắn tay nó mới ghê không? Đó. Quá đã luôn, tem bọng nhãn mát đó nè. Đây. Đây. Ha. Nói chung là rin toàn tập á anh chị. Để em xem odo chạy nhiêu ngàn mà em cũng không để ý. À chìa khóa để đâu rồi. Anh nhìn đi đồ đạp hắn được chân đó nè. Quá mới luôn đúng không? Chứng tỏ đều xe mình đi rất là ít. 82.000 anh chị. Xe chạy mới 82.000 cây số anh chị ha. Xe không một lỗi nhỏ nha anh chị nha. Màn hình treo rin đó là keo rin Ganti còn nó luôn nè anh chị ha. Quá đã anh chị nha. Chờ lực vô lăng em nhìn nè. Đi đúng đồng hồ, nói chung là xe nhìn đẹp lắm anh chị nha. Nhìn không chỗ nào mà chê được. Đang để này mình 198 anh em ha. 198. Quá chất lượng. Mâm lớp vỏ gì vậy cô anh chị ha. Đó. Làm về luôn. Anh em có thấy cái bô không? Cái bô mới tinh không? Đúng odo là vậy anh chị, xe mà chạy chưa đến 100.000 cái bô nó cũng mới tinh nè. Hắn ABS nè, ốc cabo trước cabo sau chưa mở nè. Nói chung là báo với anh em mình luôn rồi, chiếc xe này rin toàn tập. Màu đỏ bên em còn 2017, 2019, 2017 mình bán anh em mình là 168 triệu ha. Màu đỏ này thì bán này mình 198 triệu. Đỏ này là 2019 mẫu mới đó. Máy zin, số zin. Xe kia chạy cũng mới năm mấy ngàn. Dạ nặng không? Không mở đâu được, không nổi rồi bác. Tem bọng nhãn mát ta. Máy zin hết luôn anh chị, zin toàn tập mà. Anh chị yên chí qua mà lựa chọn mà lái thử nha. Chạy mới 80.000, quá mới. Đó. Anh em quan tâm mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 678971, 0834 33 3371 ha. Đó. Để cho anh em mình xem còn màu đỏ bên đây nữa nè. Đó thì đỏ này thì là mẫu 2019 ABS túi khí 1.2 gia đình chạy 80.000, để anh em mình là 198. Còn màu đỏ bên đây bữa vừa qua mình đang bán 175 nhưng mà bây giờ để cho anh em mình 168 thôi. Đó, màu đỏ đó mình, ngoài màu đỏ đó thì mình còn mới đinh đỏ nữa nè. 209 triệu 2019 đó nè anh chị ha. 1.25 bốn máy nha. Đó, Accent xe bắt tự động, Rio tự động đó nè. Đây, bắt này là bắt 27, cái phone này phone giữa anh chị ha. Đây là 27 phone giữa. Xe này chạy mới cũng có 57.000 thôi, chạy ít hơn con xe màu đỏ kia luôn. Đó, nhưng mà xe này đang bán 1.5 nhưng mà hôm nay để anh em mình 168 thôi. Đó, anh em qua lựa đi. Máy 1.2 luôn, gia đình đẹp luôn. Đó, xe bắt thì bên đây còn nhiều, còn màu bạc, còn màu đỏ, còn màu trắng anh chị nha. Đó, anh chị qua lựa lái thử, chạy thử vô tư. Nơi giao lưu trao đổi với bà con đừng ngại ngùng, có xem sẽ có bớt. Em cảm ơn nhiều. Hẹn gặp anh em mình clip sau. Anh em nào mà chưa đăng ký á, bấm nút đăng ký giùm em nha. Em cảm ơn nha.